Sau gần 2 năm ròng rã vận động và phối hợp với City Mississauga để thực hiện dự án xây dựng công viên mang tên Sài Gòn ở một vùng đất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cuối cùng, Sài Gòn Park cũng đã thực sự hình thành trong lòng thành phố Mississauga bằng sự chung sức, chung lòng của tất cả những thành viên trong cộng đồng và được đón nhận với niềm vui và hãnh diện của tập thể người Việt không những ở tại địa phương mà ở khắp nơi trên thế giới. Sài Gòn Park rộng 8.67 mẫu Anh, có các trang thiết bị tập thể lực ngoài trời, đường đi bộ dài 1 cây số, hồ nhân tạo, địa điểm barbecue. Và đặc biệt, sẽ thiết trí những tấm bảng ghi lại lịch sử của Sài Gòn, của cuộc hành trình đầy gian khổ tìm tự do của cộng đồng người Việt tại Canada. Qua bao thăng trầm cho đến nay, Sài Gòn vẫn mãi mãi là thủ đô của Việt Nam trong lòng người Việt tị nạn cộng sản. Và công viên mang tên Sài Gòn sẽ là một di tích có tính cách lịch sử, không phai tàn theo năm tháng, sẽ lưu lại cho nhiều thế hệ con cháu của chúng ta mai sau, để họ có thể tự hào về sự vươn lên cùng những đóng góp của những thuyền nhân ngày nào, mà trong đó có công sức của các bậc cha mẹ, anh chị của họ. Hôm nay chúng ta cùng nhau hội ngộ mừng năm mới với món quà xuân trân quý từ chính quyền thành phố Mississauga mà bà thị trưởng Bonnie Crombie đại diện trao tặng. Cùng với bạn bè khắp nơi, chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận món quà đầy ý nghĩa này vào mùa xuân 2020 tại một công viên thật đẹp mang tên Sài Gòn. Hẹn gặp nhau tay bắt mặt mừng ở Sài Gòn Park.